Giấc mơ về chiêm sát của Quả Anh. Xin chào quý vị đồng tu, tôi Quả Anh ngày hôm qua đã có một giấc mơ đáng suy ngẫm. Khi tỉnh dậy, nghĩ về giấc mơ này, tôi thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người. Có thể đọc xong, mỗi người sẽ có cho mình một bài học riêng. Tôi nằm mơ đang tuyên truyền kinh chiêm sát cho mọi người. Tôi đã nói rất nhiều, khi nhắc đến lợi ích của kinh chiêm sát thì ai cũng hào hứng lắng nghe. Một nhóm tầm 20 người, có đủ thành phần, hình như gia cảnh mấy người này cũng rất khó khăn. Đầu tiên, tôi nói về việc khó khăn mà mọi người hay gặp. Ví dụ như làm bạc mặt, từ sáng đến tối mịt mới về, làm nô lệ cho cái chuông báo thức, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đầu óc đâu mà lo tu hành. Nhưng chính bộ môn chiêm sát sẽ giúp giải quyết vấn đề đó. Lúc này, mọi người lắng nghe và chăm chú lắm, có phần tâm đắc nữa. Được đà tiến lên, tôi lại chia sẻ tiếp. Ngoài vấn đề tiền bạc ra, thì vấn đề về gia đình như hỏa khí trong nhà, mâu thuẫn vợ chồng, con cái hư hỏng, bất hiếu, nợ nần chồng chất, tất cả mọi chứng nạn nêu trên, Bồ Tát sẽ lo hết mọi thứ để cho mình có thời gian tu học. Nói tới đây, mọi người bắt đầu lảng lảng dần và bắt đầu đứng lên bỏ đi. Hình như người nghe chỉ thích đoạn giải quyết các vấn nạn của cuộc sống hoặc muốn cuộc sống sung túc hơn. Còn nhắc đến việc tu học thì mọi người lẳng lặng đi hết. Và cuối cùng thì mình chỉ còn lại một mình đọc kinh chiêm sát thôi. Mình nghĩ do vì mục đích không phải cầu có điều kiện tu học mà chúng sinh chỉ mong muốn có được cuộc sống sung túc nên chưa đủ duyên để tiếp cận với pháp môn chiêm sát. Qua giấc mơ, mình nghĩ Bồ Tát muốn nhắn nhủ về mục đích tu học nói chung hay pháp môn chiêm sát nói riêng để các bạn sớm thành thục pháp môn của mình đã chọn. Mình thấy đây là giấc mơ có ý nghĩa nên chia sẻ lại với mọi người. Chúc các bạn sẽ sớm ra khỏi ưu phiền khổ não. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.